Chào các bạn, ở đây thì mình đang có một số những mẫu lò của hãng lò Braven. Đây là một hãng lò đến từ Mỹ và họ rất tự hào giới thiệu với người dùng Việt Nam những mẫu lò với nhiều kích cỡ cũng như màu sắc khác nhau. Mình cũng có ở đây hai mẫu lò BRV1 và BRVX, hai mẫu lò đạt chuẩn chống sốc và chống nước mức IPX7. Tức là chúng có thể chịu được những lực tác động lớn cũng như là chống nước mà các bạn không phải lo về chất lượng của chúng. Hôm nay mình sẽ có một bài test đơn giản nhưng cũng khá là rùng rợn. Mời các bạn cùng ra ngoài để xem bài test này nó như thế nào nhé. Thời gian qua có lẽ các bạn cũng đã xem qua một số những video thử nghiệm cái khả năng chịu đựng của chiếc loa BRVX mà mình đang cầm ở đây. Các bài test như cho xe đạp hay là xe máy cán qua hay là ngâm nước chiếc loa này vân vân thì đó là những bài test đơn giản. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ làm một bài kiểm tra với mức độ kinh khủng hơn. Mà mình đang có đây một chiếc BMW mà mình mượn được của một người bạn. Và mình sẽ cho chiếc xe này cán qua chiếc loa BRVX ở đây nó như thế nào nhé. Như các bạn có thể thấy thì chiếc loa của chúng ta chỉ bị hư hại ở phần cao su bọc bên ngoài do cái quá trình thì chiếc xe nó làm cho cái loa này nó bị trường cho cái nền xi măng. Và về cái chất lượng thì hoàn toàn các bạn có thể nghe được cái âm thanh mà cái loa này nó đang phát ra, thì đảm bảo đây là một chiếc loa có cái khả năng chống sốc rất là tốt. Kể cả một chiếc xe hơi cán ngang thì nó vẫn có thể phát nhạc như bình thường.